Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Hot Tiêu. Blog Hot Tiêu đang ở phần 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hôm nay bác nhạc chặn lớn thôi quý vị và các bạn, cho nên vô quay không được. Chị đứng ở đây đưa tin cho quý vị và các bạn được biết là ngôi mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh ngày hôm qua, con hưu, con nai hay con bò gì đó, nó đến nó ăn qua, nó phá bậy chậu bậy đồ hết trơn. Bây giờ các chị ở trọng đang sửa soạn, đang làm lại cho đẹp. Chắc cả một tầng nữa, tầng mấy nữa là mộ của chú sẽ được làm nhé. Những luống qua đồ này kia cũng sẽ dọn đi mất. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta cùng vô xem coi những chị làm như thế nào nhé.
anh chị và các bạn, cô chú anh chị các bạn cũng đã thấy là các con trâu, con bò, con nai được nuôi trong đây nó rất là phá nhé, đã phá tham quan cái ngôi mộ của chú Chùa Linh. Theo như các bạn cũng đã thấy là nó phá vách rất là phá luôn, nó làm bể chậu, bể đồ này kia của chú Chùa Linh. Các bạn muốn trang trí nó như thế nào thì các bạn comment xuống đây nhé. Video clip của mình cũng khá là dài rồi. Nếu cô chú ý hết thì cô chú có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.